Cái tivi này đang được dán lên tường, được gắn lên tường bởi một cái bản lề, và anh em thấy rằng là từ cái tường cho đến cái mép ngoài của nó chỉ 2 phân thôi, trong khi những cái kệ hay là những cái giá cho tivi khác á, thì nó phải khoảng 20 phân hoặc hơn. Tức là cái này rất là mỏng. Khi chúng ta dán lên tường nó mỏng như vậy á, thì thứ nhất là nhìn nó đẹp, thứ hai là chúng ta có một cái không gian rộng hơn, nhìn nó thẩm mỹ rất là nhiều. Và với cái tivi này thì em còn có thể xoay nó ra một số cái góc như vậy đó. Và cái việc xoay nó cũng rất là dễ dàng. Thì đây là cái dòng TV OLED Evo mới của LG, nó có cái treo như vậy. Trước đây á, cái TV Signature của LG á, nó dán lên tường chỉ có khoảng chừng 6mm khoảng cái iPhone thôi, nhưng mà cái TV nó mấy trăm triệu lận. Rồi năm ngoái họ ra cái dòng TV Gallery, nó dán lên tường nó mỏng khoảng một phân, thì cái TV nó cũng mắc tiền lắm, cả trăm triệu hơn lận. Còn cái TV này thì dòng nó rẻ hơn rồi, nhưng mà nó vẫn có cái tính năng treo tường và nó dày hơn chút xíu. Bây giờ mình cho anh em xem là bên trong nó như thế nào. Đây là cái giá treo tường đặc biệt đó ha. Nhờ cái giá này nó mới làm được cái như vậy. Trước tiên cái giá này khi mà nó ở cái vị trí sát nhất á, là nó như vậy. Và bản thân phía sau cái tivi á, nó cũng lõm vào một cái phần tương ứng như vậy, để khi mà bỏ cái tivi lên đây á, thì nó sẽ đẩy vào. Tất cả những gì anh em cần làm là gắn cái giá này lên tường ở một cái vị trí đúng. Thì vị trí đúng nó sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn khi anh em mua tivi. Gắn lên trong anh em nhét cái hai cái ốc tivi vào đây là xong. Đơn giản vậy thôi. Đó, nó như vậy. Rất là cứng. Ngày trước LG từng làm cái bản lề như vậy cho cái TV 77 inch. Cái TV 55 inch hay 65 inch thì không phải là vấn đề. Cái giá này nó gắn được cho TV 55 inch, 65 inch và 77 inch. Dòng là dòng GX và dòng Gallery. Rồi, đây là hai con ốc ha. Khi mà anh em bắt con ốc để lên TV rồi, chúng ta chỉ cần treo lên là thôi. Rất đơn giản, treo hai con ốc nó vào cái vị trí này. Hai con ốc đó sẽ tương xứng vào hai vị trí này, nó rớt xuống nó chạy vô đây. Ở phía sau thì anh em thấy rằng là những cái đường dây điện hay dây tín hiệu gì đó nó được lõm vào ha, để khi chúng ta gắn cái TV lên tường thì nó vẫn phẳng, không có lòi ra. Nó có những cái phần để mà giữ dây ở đây. Sau khi treo tường xong thì chúng ta sẽ còn một cái sợi dây điện, hoặc nếu anh em có HDMI hay dây LAN thì nó sẽ nối từ đây xuống, hoặc là anh em có thể đục tường cho ra cái sóng được. Như mình thì mình nối từ đây xuống và mình dùng ba cái tấm cách âm tiêu âm để mình trang trí nó. Thì cái này nó hơi dày chút xíu, anh em có thể trang trí bằng những cái tấm giấy dán tường 3D gì đó, thì miễn làm sao cho đẹp thôi. Thì khi mà trang trí xong á, thì cái tivi của anh em sẽ nhìn với cái tường nó rất là liền lạc và nhìn nó một khối đẹp như vậy. Đối với những cái tivi mà không có được cái bản lề như vậy á, nó lồi ra tới 20 phân như vậy, hoặc là 25 phân, hoặc là những cái tivi mà anh em để lên cái kệ nè, thì nó lồi ra một khúc như vậy, chúng ta sẽ khó trang trí và chúng ta sẽ phải hy sinh nguyên một cái bàn tivi để chúng ta để nó. Trong khi cái bàn này bây giờ mình chống nguyên cái luôn, mình có thể để sau ba, mình để PlayStation hay để những cái gì đó trên này cũng được, rất là tiện. Rồi, xin cảm ơn.